Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt Thành phố Hồ Chí Minh, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt tự hào với 7 cơ sở đào tạo liên cấp, tổng diện tích 100.000 m2 với hơn 4.000 học sinh đang theo học tại các cơ sở trên địa bàn quận 12, Tân Phú và Gò Vấp, là một trong số những trường top đầu giảng dạy cùng lúc chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo và chương trình song ngữ Cambridge. Cơ sở vật chất được đầu tư theo chuẩn quốc tế, khép kín, phòng học rộng rãi, sạch sẽ, điều hòa được sử dụng xuyên suốt. Hướng đến nền giáo dục 4.0, học sinh Nam Việt được học tập với giáo viên bằng công nghệ giảng dạy thông minh, kết hợp máy tính bảng, trực quan sinh động, tạo hứng thú, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả, đặc biệt là môn tiếng Anh với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, có giá trị vĩnh viễn sử dụng để du học hoặc định cư ở nước ngoài sau này. Học sinh tại Nam Việt được đào tạo để thi các chứng chỉ quốc tế như CAT, PET, IELTS. Ban điều hành nhà trường tạo cho chúng tôi những điều kiện làm việc tốt nhất về cơ sở vật chất cũng như chế độ lương bổng. Chúng tôi có môi trường để học hỏi, sáng tạo, để tìm ra phương pháp giảng dạy tốt nhất cho từng đối tượng học sinh. Và trong năm tới thì chúng ta tăng số lượng của người Mỹ, người Anh lên là thêm 10 người nữa, là tổng số lượng người Đức, Mỹ, người Anh đang làm việc tại tập đoàn chúng ta là 30 người. Và trong năm học mới này, nhà trường nhận thêm 3.500 học sinh nữa. Tại vì nhà trường xây dựng lên cơ sở 7, rồi tiếp nhận chỉ tiêu lớp 10 của chúng ta là 1.140 học sinh. Và chúng ta tiếp nhận thêm 2.000 học sinh các khối nữa, là tổng học sinh chúng ta tiếp nhận ở trường là trên 3.000 học sinh. Phương châm đào tạo con người toàn diện, khỏe thể chất, sáng trí tuệ. Học sinh Nam Việt còn được định hướng trau dồi kỹ năng sống qua các môn năng khiếu như âm nhạc, rèn luyện thể lực, nâng tầm vóc theo một quy trình sinh hoạt bài bản, thừa hưởng không gian đầu tư hiện đại đa năng. Với sự đóng góp vào quỹ học bổng Vừng A Dính do nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch, nhà trường đã giúp nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Em đến từ Yên Bái, lúc đó em vừa học xong lớp 5, may mắn nhận được quỹ học bổng này và được trường Nam Việt nhận nuôi. Em muốn được đi du học rồi về lại đây, về lại mái trường này cùng với bà Trương Mỹ Hoa sẽ góp sức để cho quỹ học bổng ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, để cho các bạn học sinh khó khăn như em sẽ được đi học, sẽ được mở rộng đến tương lai, giúp cho đất nước phát triển hơn. Đối với học sinh nội trú, nhà trường chú trọng đến thực đơn hàng ngày, luôn được thay đổi khoa học, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp khẩu vị, đảm bảo cân nặng và thể trạng của các em. Đối với học sinh không nội trú, phụ huynh không còn lo lắng với việc đưa con hàng ngày bằng hệ thống xe 16-24 chỗ chất lượng cao, đảm bảo an toàn và tiện nghi. Nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc năm học 2020-2021, mức học phí khối tiểu học chỉ từ 1.580.000 đồng một tháng, khối trung học cơ sở chỉ từ 1.950.000 đồng một tháng, khối trung học phổ thông chỉ từ 2.975.000 đồng một tháng. Đóng học phí nguyên năm giảm 10%, nửa năm giảm 5%, miễn học phí cho con em vùng sâu vùng xa, hải đảo, biên giới. Thông tin tuyển sinh, quý phụ huynh liên hệ các cơ sở tại quận 12, Tân Phú và Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 1900 757575, website truongnamviet.edu.vn. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, học trường quốc tế tại Việt Nam.